Mình như thế nào? Thấy đẹp không? Nếu để lãnh về tôi rất là tuyệt vời. Có dịp chúc những khách du lịch ghé thăm biển Đà Lạt với tôi. Cảm ơn các nhiều nhé. Xin chào quý vị và các bạn. Hiện tại tôi đang có mặt tại bờ biển Đà Lạt. Để đi xuống bờ biển phải qua đây giữ xe rồi mới đi xuống xuống biển được. Xin mời quý vị và các bạn đi theo chân tôi đi xuống bờ biển Đà Lạt, một trong những bờ biển đẹp nhất của tỉnh Khánh Hòa, nằm dưới chân đèo Cổ Mã thuộc xã Đà Lạt, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Xin mời quý vị. Phía trước mặt của quý vị, đây là con đường để đi xuống bờ biển của Đà Lạt. Ai ở Đà Lạt hay đi tắm biển thì hãy qua con đường quen thuộc này. Xin mời quý vị và các bạn đi theo tôi để xuống bãi biển Đà Lạt nhé. Xin mời quý vị. Xin chào quý vị và các bạn. Thì ta đã có mặt tại bãi biển Đà Lạt, một trong bãi biển đẹp nhất của tỉnh Khánh Hòa. Bãi biển này nằm dưới chân đèo Cổ Mã thuộc xã Đà Lạt, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Xin mời quý vị và các bạn đi theo tôi một vòng để xem tận hưởng về biển Đà Lạt này như thế nào nhé. Xin mời quý vị. Bãi biển Đà Lạt nằm dưới chân đèo Cổ Mã, một bãi biển rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Nhiều khách du lịch đi ngang qua đây đã từng ghé lên đây tắm biển để tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên ban tặng. Bắt con gì vậy ông anh? Bắt con gì đó vậy? Cầu. Cầu hả? Anh thấy nó chạy xuống đó không? Không thấy chạy xuống đâu mới đào được nhá. Kim hàng đào. Có hơi xui. Hơi xui vậy. Chắc xui nhiều hơn hơn đó. Bờ biển Đà Lạt đẹp không quý vị? Rất là đẹp nha. Không phải nói là tự khen mà nhiều người đã nói rồi. Không phải là tận khen quê mình, bờ biển rất là lý tưởng. Quý vị thấy sao? Thấy biển Đà Lạt này như thế nào ạ? Một bờ biển rất là đẹp. Đã được thiên nhiên ưu đãi ban tặng cho bãi biển này, một bãi biển rất là tuyệt vời.
Em thấy biển Đà Lạt như của mình như thế nào ạ? Biển Đà Lạt của mình là rất là đẹp đó này. Biển Đà Lạt rất đẹp nha quý vị, có nhiều người du khách ở Phú Yên về đây tắm biển, tập trung tại bờ biển Đà Lạt này để tắm biển. Mấy cái đồ này là ở dân Phú Yên ơi, về đây nha quý vị, chắc dân Phú Yên. Phú Yên luôn hả? Anh ở Phú Yên đó là. Chụp hình nè. Một, hai, ba, chụp hình nè. Ok, làm nhiều tắm nha. Rồi, cỡ này cũng có hết. Ok.
Ok rồi đi. Quỳnh Đông Đà Lạt. Quỳnh Đông ấy. Đà Lạt. Là tối gì mở lên là có thôi. Ok ok. Xin chào. Xin lỗi anh tên gì ạ? Nguyễn Ngọc Vinh. Anh đến từ đâu rồi? Tôi đến từ Quy Nhơn. Dạ, anh thấy biển Đà Lạt như thế nào anh? Thấy biển Đà Lạt im đẹp. Tôi mong sao chỗ đây mà được mở những khu du lịch, những nhà cao tầng khu du lịch đồ này là cho chắc nhiều nơi tới là rất hấp dẫn. Kính thưa quý vị, biển Đà Lạt này mùa này tập trung du khách đến từ Quy Nhơn, Tuy Hòa đến nơi đây để tắm biển, rất là đông vui nhộn nhịp. Biển Đà Lạt hôm nay rất đông nha quý vị. Biển Đà Lạt này đặc biệt là nước rất là cạn, được thu hút nhiều khách du lịch đến tham quan tắm biển. Yeah.
chịu nổi luôn. Kế tiếng miệng ra sao? Trời, gì hôn mới nhìn đâu á. Nghe làm gì? Nghe làm hôn, thiếu làm hôn. Đúng rồi đó. Má kêu tướng nó nhìn trường. Không, 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 không. Đây, đây, đây. Chưa. Tấm này đẹp rồi. Cái mã mất lên. Chị là lâu hết rồi. Chụp nhảy ra nhiều lắm rồi. Nhiều lắm. Nhảy xong. Bây giờ chụp mấy đứa nhảy. Đây, kêu mấy đứa nhảy vô đi. Con đang tính coi. Nè. Mình như thế nào? Thấy đẹp không? Nếu Đà Lạt với tôi rất là tuyệt vời. Có dịp chúc những khách du lịch ghé thăm đến Đà Lạt với tôi. Cảm ơn các chiều nghe.